Chào các bạn, chúng ta quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 6 Write On năm học 2024-2025, và chúng ta giải một cái đề thi giữa học kỳ 1. Bài đầu tiên của chúng ta liên quan phần nhấn âm nha. Khi đọc cái đề có những stress là nhấn âm. Câu đầu tiên của chúng ta Cortex nhấn âm đầu, Bookshop nhấn âm đầu, Custom nhấn âm đầu, Canal nhấn âm 2. Và đáp án của chúng ta là câu D. Câu số 2 Prepare nhấn âm 2, Finish nhấn âm 1, Homework nhấn âm 1, Frustrated nhấn âm 1. Và đáp án của chúng ta là câu A. Sang câu số 3, that's in my, kia là cái gì của tôi. Chúng ta quan trọng có từ quần áo, clothes là quần áo. Tôi để quần áo ở đó thì chúng ta phải chọn what or what. Câu số 4, có những vài cái khăn ở trong cái hộp. Cái khăn của chúng ta là từ này và nhiều cái khăn, số nhiều phải là vs. Đây là câu khẳng định, chúng ta chọn câu C. Sang câu số 5, martial art, võ thuật, là võ thuật hoặc là môn thể dục nghiệp dụng cụ ấy, chúng ta phải chọn thu. Sang câu số 6, bố mẹ tôi đến từ nước Nga và đây là bức ảnh ngôi nhà của bọn họ, của bạn họ là Dea nhá, Dea. Sang câu số 7, giáo viên của tôi rất là hài hước, chúng tôi cười trong học cũng ấy, từ lát là cười. Ok, câu tiếp theo, một công viên rất to ở đối diện nhà của tôi, không thể chọn bên dưới được, không thể chọn trên được. Mà chúng ta không thể chọn in front, nó phải có ớt. Vậy thì đáp án đó là câu A. Sang câu số 9, what's your new house like? Nhà mới của bạn như thế nào? Thì chúng ta phải trả lời it's more and cozy. It's more but cozy, nó nhỏ nhưng mà ấm áp. Sang câu số 10, are there curtains in your living room? Có những cái tấm rèm ở trong phòng khách của bạn không? Cái này phải là yes there are, no there are. Yes there are, no there are. Rồi. Câu này là cái bạn này có nghĩa là gì? Tức là không được đỗ xe ở đây, don't park your car here. Câu tiếp theo, cái bạn này đó là làm ơn tránh xa cỏ, không dẫm lên cỏ. Chúng ta chọn câu C là don't walk on the grass. Chúng ta tạm dừng phần 1 tại đây.